Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sanzo GP Cuộc Sống Với Nhật. Thì hôm nay mình với vợ nhà mình đưa bé nhà mình đi học. Thì bé nhà mình năm nay vào lớp 1 rồi. Thì lâu lắm rồi, hôm nay mình với có thời gian mình đưa bé nhà mình đi học. Thì hôm nay mình có chút công việc đi ra ngân hàng ấy, thanh toán cái tiền, làm cái thủ tục thanh toán tiền ăn uống cho bé nhà mình. Thì mình hôm nay đi làm trễ. Thì ngoài hôm, đây là bé nhà mình. Ngoài hôm thì vợ mình làm bento cho con. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay thì là sẽ ăn cơm ở trường. Con chào cô chú đi. Chào tiếng Nhật. Ohayou gozaimasu. Thì công ty mình vào làm từ lúc 8 giờ cơ, mọi hôm bằng tầm này thì cứ phải chạy tới công ty rồi. Nhưng hôm nay đi trễ nên là thoải mái một chút thời gian. Thì đây mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết nhá, cho bé nhà mình đi học thì mang những cái gì nhá. Thì đây là cái cặp của bé nhà mình đi học hàng ngày nhá. Thì để phân biệt giữa năm lớp 1 mới vào với lại những cái lớp trước đó thì trường có phát một cái bìa màu vàng này khi mà nhìn thì có thể nhận biết là học sinh mới vào cấp 1 lớp 1. Thì khi mà mang cái bìa màu vàng như thế này thì họ biết là mới vào lớp 1 đó, nên là cái vấn đề mà an toàn giao thông thì bé vẫn chưa biết nắm bắt, hay là mới tới trường đường xá chưa quen đó các bạn, nên là có gắn cái màu vàng như thế này cho bé thì để mà phân biệt. Thì trước cổng trường thì có những cái bác bảo vệ thì đứng ở chỗ ngã đèn xanh đèn đỏ ấy, thì là hướng dẫn cho các bé qua đường. Đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết cái cặp của bé nhà mình mang đi học gồm có những cái gì nhá. Trong cái túi này thì có một cái khăn này. Cái khăn này nhá. Và trong cái trường hợp mà khẩn cấp ấy, mà ai mà có bắt ra bé ấy, thì có cái còi này. Khi mà rút rút cái dây, giật cái dây này thật mạnh thì nó sẽ kêu này. Bút dưới cái cặp đây ba giật đó. Đó, nó sẽ kêu. Tắt đi. Khi mà tắt thì lại đẩy vào. Có khi mà gặp cái trường kẻ xấu, muốn người lạ muốn bắt mình hay là đánh đập hay như thế nào mình á, thì sẽ giật cái dây này cho chuông nó kêu lên thì người khác sẽ tới giúp mình nhá. Thì ok. Giờ mình sẽ mở một chút xem cái khám phá cái cặp bé nhà mình gồm mang những cái gì nhá. Mới vào lớp 1 thì học đang còn ít các bạn ạ. Quan trọng là vẫn đang còn chơi. Nhưng mà mới là tuần thứ nhất thôi. Còn mai mốt thì sẽ vào sẽ là học. Đây sẽ mang một cái cuốn tập này. Tập này là tập chơi cho bé này. Đây tiếp tục ở trong là khăn này. Còn đây là một cái túi này. Và đây là đồ dùng bút này. Mình mở ra cho các bạn xem nhé. À, mình mở cho các cùng xem. Đó. Đấy, trong là bút chì bút viết nha các bạn nhé. Ok, bé nhà mình đang thay đồ, chút nữa mình sẽ vợ chồng mình dẫn bé đi mình đi học. Thì lên lớp thì các bé cứ tập viết vậy thì ok. Đó là đồ nhà bé nhà mình đi học. Thì mỗi hôm đi học thì mang đồ khác nhau các bạn ạ, chứ không phải là hôm nào cũng mang mỗi cái đồ này đi học.
Đây, sau khi một hồi thì mẹ đã thay đồ xong cho bé nhà mình. Người nhỏ mà cắp cái cặp to quá, xong rồi cắp thêm bình nước nữa. Ra dáng học sinh tiểu học chưa? Chuẩn bị cho bé đi học. Mình thì đi làm sớm nên là không có thời gian nhiều cho bé. Ok thì thay đồ xong thì vợ chồng mình dẫn bé mình đi học nha. Đây sẽ ra cầu thang. Đây mới ra cầu thang xong. Hôm nào mà vội quá thì là đi xe đạp, mà hôm nay thì đang còn thời gian thì là đi bộ. Bên này đang mùa hoa anh đào các bạn ạ. Đấy, hôm trời mưa vừa rồi thì hoa nó cũng đã tàn bớt đi rồi. Kia có cây to. Lớp 1 nhìn chững chạc lên. So với các bé khác thì bé nhà mình hơi có còi hơn một chút, nhỏ hơn một chút. Tại vì bé nhà mình đi học đúng tháng đúng tuổi á. Nên là bé hơn một chút. Tại bạn này cũng mới lớp 1 đeo một cái cặp màu vàng như này, nhưng mà bố mẹ cũng mang đi. Nhìn cái cặp màu vàng là phân biệt được với học sinh cũ các bạn nhá. Với biểu màu vàng nó là học sinh mới mới vào nhập học. Thế do bé kia chắc là quen đường rồi nên là không cần bố mẹ dẫn đi, hay là bố mẹ bận công việc thì là bố mẹ không dẫn đi. Còn nhà bé nhà mình thì do đường xá vẫn chưa quen nên là vẫn phải là đưa tới trường. Từ nhà mình mà đến trường bé nhà mình thì chắc sẽ là một cây vài trăm mét thôi. Thì bộ đây ở thường thì ở chỗ những cái ngã ba ngã tư thì có những cái bác bảo vệ đứng trông cho các bé đi học kìa. Và khi mà có xe ô tô thì họ chặn ô tô lại cho bé đi qua. Đây bác bảo vệ mặc áo màu xanh đứng kia. Đây là sắp tới trường rồi. Đây là cũng kia công sau rồi. Mày bằng không vậy? Ôi giời thì do mới nên là vợ chồng mình thay nhau đưa bé đi học, chứ mai mốt mà lớn lên vào lớp 1, vào lớp 2 hay là giữa năm lớp 1 nếu ba mẹ bận thì bé phải tự đi các bạn. Nhà nào mà ấy một chút nữa thì sắm cho bé một cái điện thoại định vị vị trí của bé, khi mà bé đi đâu thì có thể là biết được bé đang ở đâu. Đây cũng có một bé đi học đón bằng ô tô. Hoa anh đào nở xong thì nó đã lá hết rồi. Thì lớp 1 bên này, cấp 1 bên này thì học đến lớp 6 nha các bạn nha. Bên mình thì là học đến lớp 5. Bên này học đến lớp 6. Cấp 2 có họ thì từ lớp 7 đến lớp 9.
có 3 năm. Bên mình cấp 2 thì là 4 năm. Cấp 1 thì là 5 năm, bên này 6 năm. Đây mấy anh vào tầm này chắc lớp 4 lớp 5 rồi. To rồi. Ok, đi đến đây là gần đến trường nhà mình rồi. Trường bé nhà mình rồi. Thì phía bên kia mấy bác bảo vệ canh nhờ các bé đi học. Thì đưa bé đi học thì chỉ đưa đến cổng trường thôi nhá bạn nhá. Đưa bé đến cổng trường cho bé tự đi vào. Đây là có một bà Việt Nam đang đưa bé đi học này. Bà Dương này. Em Dương này. Hello, chào kê. Đây là bác hiệu trưởng. Kia thì mình chỉ đứng đến đây thôi. Bé mình vào trong kia. Hello, kê. Bye bye. Thầy hiệu trưởng đứng buổi sáng thì đứng chào học sinh. Thì vợ mình chỉ đưa đến cổng chỗ đấy thôi, còn bé mình vào tự thay giày thay cái vào đi học. Ok, bố ơi. Ok, thì hôm nay là hôm mà hai vợ chồng mình đưa bé nhà mình đi học. Đây là em Dương nhưng không phải là bà. Là con trẻ hơn mình rất là nhiều. Thì ok, video này mình xin kết thúc ở đây nhá. Xin cảm ơn tất cả các bạn nhá. Thì bây giờ thì hai vợ chồng mình lại đi về. Chào các bạn nhá.